Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em làm bài học có tựa đề Khu vườn tuổi thơ. Các em hãy mở quyển vở bài tập tiếng Việt lớp 2 tập 2 của Chân Trời Sáng Tạo ra. Trang số 6, cô sẽ hướng dẫn cho các em làm bài tập ngày hôm nay nha. Chúng ta sẽ vào học tuần số 19 và 20. Bài 1, Khu vườn tuổi thơ. Đầu tiên các em sẽ ghép các cái chữ cái và thêm cái dấu thanh nếu mình thấy cần thiết để tạo thành những cái từ ngữ chỉ tên từ 2 cho đến 3 loài hoa. Các em xem phần bên dưới, đây là những cái chữ cái. Bây giờ các em cùng cô ghép lại với nhau để tạo thành tên từ 2 đến 3 loài hoa. Chúng ta cùng nhau suy nghĩ. Cô bắt đầu. Cô ghép âm hờ. Hờ. Rồi, cô có ô. N. G. Mình thêm dấu thanh, đó là hồng, là hoa hồng. Tiếp theo nữa, âm S, E và N là sen. Và cuối cùng, đó là hoa phượng, F, Ư, Ơ, N, Ương, thêm dấu nặng. Như vậy, cô đã ghép được 3 loài hoa, đó là hoa hồng, hoa sen và hoa phượng. Đã trả lời được cái câu số 1. Cô chuyển tiếp sang câu số 2. Câu số 2, các em sẽ gạch một gạch dưới cái từ ngữ chỉ người. Và gạch hai gạch dưới cái từ ngữ chỉ hoạt động có trong cái đoạn văn sau. Các em hãy chuẩn bị một cây thước. Nhà tôi có cái khu vườn rất là rộng. Bố trồng nhiều hoa. Buổi chiều bố thường dẫn tôi ra vườn tưới cây. Bây giờ từ ngữ nào chỉ người? Tôi là chỉ người. Cô gạch một gạch. Tiếp theo, bố là chỉ người. Cô gạch một gạch. Tiếp theo nữa, bố là chỉ người. Cô gạch một gạch. Tôi là chỉ người. Cô gạch một gạch. Chúng ta đã gạch những cái từ chỉ người rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau gạch những cái từ chỉ hoạt động, chỉ hoạt động. Chỉ hoạt động. Hoạt động ở đây có nghĩa là gì? Ví dụ như là bố trồng nè. Trồng là cái hoạt động, trồng cây đó, trồng. Tiếp theo. Như vậy hoạt động chỉ thì chúng ta sẽ gạch hai gạch ha, trồng. Rồi. Hoạt động dẫn, dẫn. Rồi hoạt động tưới cây. Hoạt động tưới. Các em xem lại trước khi cô chuyển sang câu số 3. Câu số 3, các em sẽ tìm thêm từ 2 đến 3 cái cặp từ chỉ cái từ ngữ chỉ gì? Chỉ người và chỉ hoạt động. Cô ví dụ như là mẹ nhổ cỏ. Rồi, mẹ nhổ cỏ. Bố thì tưới cây.
Bố tưới cây. Tưới cây. Hoặc là chị thì nhặt rau. Còn bà thì hái hoa chẳng hạn. Câu số 4, các em sẽ đánh cái dấu tít vào cái ô vuông trống trước cái câu đề nghị. Câu đề nghị là câu bố dẫn tôi ra vườn tưới cây. Bố bảo tôi nhắm mắt lại, con hãy nhắm mắt lại. Như vậy, câu đề nghị ở đây là câu nào? Là yêu cầu, con hãy nhắm mắt lại. Câu chuyện tiếp câu số 5. Các em hãy điền cái dấu câu phù hợp vào cái ô vuông trống. A, chúng mình cùng đọc bài nhé. Chúng mình cùng đọc bài nhé. Cô có dấu chấm chấm than. Tiếp theo, chúng mình cùng đọc bài được không? Chấm hỏi. Tiếp theo, các bạn đang học đọc bài trong nhóm. Dấu chấm. Cuối cùng, các bạn đọc to lên nào? Chấm than. Câu số 6. Các em sẽ viết từ 2 đến 3 câu đề nghị bạn cùng thực hiện một cái hoạt động học tập. Cô ví dụ như là chúng mình cùng viết bài nhé, hay là chúng mình cùng làm bài nhé. Chúng mình cùng viết bài nhé. Tiếp theo, các em cũng có thể viết chúng mình cùng hát to lên nào. Chúng mình cùng hát to lên nào. Chấm than. Và bài học của cô ngày hôm nay đã kết thúc. Các em nhớ ấn nút đăng ký kênh
cũng như cái chuông bên góc tay phải để nhận được những bài học mới nhất từ cô. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào những bài học tiếp theo nhé.